nay thì thợ làm móng thì họ đến dỡ khuân ra các bạn nhé. Đây họ dỡ những tấm ván ra các bạn ơi. Hôm nay thì bắt đầu thì thợ xây thì họ bắt đầu xây bể và lên cột các bạn. Đây, không khí rất là nhộn nhịp các bạn. Đây là khung cảnh từ dưới móng nhìn lên phía cổng nhà mình các bạn nhé. Đây hiện tại thì móng nhà mình đã được xây bể rồi các bạn nhé, các bạn này. Hôm nay thì thợ họ đã lên tường rồi các bạn này. Đây, đây, bây giờ thì mình sẽ vào phía trong này mình cho các bạn xem nhé. Đây trong này thì họ xây bể này các bạn. Đây là tường 220 các bạn nhé. Đây, xây tường 20 thì sẽ khỏe hơn các bạn ơi. Rất là chắc chắn. Đây là khung cảnh nhìn từ ngoài cổng vào phía trong móng các bạn nhé. Ở trong kia thì họ đã lên được một ít tường rồi các bạn ơi.
Đây, ngày hôm nay thì nhà mình đã xây được đến đây rồi các bạn nhé. Đây, hôm nay thì tường thì thợ đã xây được đến đây rồi các bạn ơi. Đây hiện tại thì bê tông thì họ đang đảo bằng máy các bạn nhá. Đây, đây là phía trong khu vực móng nhà mình các bạn ơi, từ ngoài cổng nhìn vào này. Đây, hôm nay thì họ bắt đầu họ xây lên lên tường như này các bạn. Hôm nay thì mình nghỉ ở nhà thì mình sẽ tranh thủ mình quay lại video cho bạn xem trong quá trình làm móng nhà và lên tường các bạn nhé. Đây, khu trong kia thì họ đã xây sẵn rồi để chuẩn bị nhà mình cho đất vào các bạn, đỡ tốn tiền để mua cát đổ vào móng các bạn. Đất bên kia thì rất là đẹp này, tiết kiệm được rất là nhiều chi phí từ đóng cọc, khâu đóng cọc mà nhà mình không đóng là mình sẽ dày gạch, còn khâu đổ cát thì nhà mình sẽ đổ đất vào các bạn nhé. Đấy, luôn đất thổ nhà mình để đổ vào móng các bạn đây. Đây, hiện tại nhà mình lấy thêm đá các bạn nhé. Đây thì có cát vàng này rồi, nhà mình sẽ đổ dầm bạn ơi. Đổ răng móng các bạn. Đây, hiện tại thì nhà mình mua thêm sắt thép các bạn nhé, để đổ giằng móng các bạn nhé. Đi vừa. Đây thì hiện tại mình đang lấy thêm thép các bạn ơi, thép sắt thép này. Sao anh?
Ừ, đúng nhà em đấy, nhưng mà móc đây hiện tại thì có hai người ở bên sắt thép chở cho mình các bạn nhé. Đây, nhà mình thì nguyên vật liệu cứ thiếu đến đâu thì sẽ chở đến đấy các bạn ơi, chứ không mua nhiều. Mua nhiều gạch hay là xi quá thì xi để xi nó mưa thì nó cũng hỏng các bạn ơi. Không có nhiều chỗ để. Đấy, cứ làm đến đâu thiếu bao nhiêu thì sẽ mua đến đấy. Em xem hóa đơn nào. 7 giờ ăn nhá. 7 giờ. 8. Có 19. Con đang lắng á. 10 đủ hết chưa nhá. Đấy, được chưa? 19 ngày ok đủ rồi bác. Bác vào đây uống nước ấy, một cháu thanh toán. Vâng. Đây thì hiện tại bây giờ các bác thợ đang làm rằng cho móng các bạn nhé. Đây, sắt thép thì mình đã mua về rồi các bạn ơi. Đang đo này. Bể phốt nhà mình thì bác thợ bác đang chát. Rồi đổ tấm đan nữa là xong. Tấm đan nữa rồi cho vì là rằng móng nó cứng thì máy xúc vào sẽ đổ đất vào đây thì đỡ mất sức người các bạn nhé, các bác nhé. Đây, ngoài này thì có cô thợ cô ấy đang đảo bữa bê tông ngoài này các bạn ơi. Đây, máy này thì chạy bằng điện các bạn. Ngoài này cô thợ đang tính toán độ dài của sắt thép cắt này. Tìm cộng lực các bạn này. Trời lại mưa phùn rồi các bạn ơi. Thời tiết hôm nay thì hơi thất thường một chút. Mưa nhỏ các bạn.
bác thì đang kéo sắt thép vào giằng móng các bạn ơi. Ngoài này thì bác thợ đang đổ bê tông này. Nước bên này vừa đá thì nó chui cho đây. Các thợ bác đang làm quần sẵn rồi các bạn ơi, bây giờ kéo sắt thép vào nhé. Đây phía trong này thì bác thợ vẫn miệt mài xây bể phốt các bạn nhé. Phía trên có một, trên kia có một bể các bạn ơi. Trên kia là bể nước này. Cắt thôi.
Dẻo xưa xưa chứ. Đấy, giờ nói ra thì xấu hổ. Chuyện người mình bảo đi cắt sắt đi. Úi ngục rồi, ta đi con rút. Vậy là không? Dốc xong rồi đi vào xin việc chứ. Chú đang buộc lại cái răng sắt mọi người. Ai thì có mấy cái thợ ở trên này đấy, mấy cái móc tường bố đông. Ông Hạnh nhà năm. Tôi cũng không có việc làm. Làm công ty về cứ để nó khối luôn về. Này mà đường đã dưới mình 2 năm rồi. Mày đi vào thì ông dựa gạt cái này. Mày biết về mày kệ bà một hát đấy mừng đọc mưa mồ mưa mồ mưa mồ mưa mồ kệ cho bài nào mình bài bảo là từ giờ trưa mà bài ăn con này mưa mồ mưa mồ mưa mồ mưa mồ mưa đây thì hiện tại các bác thợ đang buộc móng răng nha các bạn nhé. Khi nào buộc xong thì bên nhà mình sẽ đổ bê tông các bạn ơi. Đây phía trong này thì các thợ bác đang xây bể phốt này các bạn ơi. Nhà mình thì cũng vừa mua cái ống bằng đất các bạn. Đây. Lấy về để khô khô cho. Để mà thợ bằng cái chát bể phốt rất là tốt này. Đây không nhỉ? Đây không? Đây mươi. Đây mươi. Đây mươi. Một sợi. Bố trong ấm. Một sợi. Không biết đâu hay ông này. Không bảo ở đâu mà thưa. Không có mua thì đây kia rồi hết rồi. Tôi xi măng á. Bài thế đấy, thế. Đấy. Có đâu. Trên kia hết rồi đấy. Giữ cho đai ấy vào, đai cột. Luôn đai cột. Đất thì cũng ở đây không thiếu đâu.
rơi đâm ra rồi để cái này mà để đây hiện tại thì các bác thợ đang múc tấm đan các bác nhé. Tấm đan này thì được đặt trên bể phốt các bạn nhé. Đây còn phía trong này các bạn thợ vẫn đang là ống khuôn này, ống khuôn để đổ tấm đan lên các bạn. Chiều nay thì nhà mình sẽ đổ cột này, đổ tấm đan này, đổ rằng các bạn ơi. Cho khi nào cứng thì cho máy xúc vào đây, xúc đất vào đây thì cho đầy móng, xong là đầm các bạn nhé. Đây, đặt chỗ đi lại. Đang đặt khung sắt vào các bạn nhé. Đây. Để chiều đổ tấm đan vào đây. Thôi đổ thôi. Đây, hiện tại thì các bác thợ đang cho khung thép vào các bạn nhé. Đây, chiều thì bắt đầu nhà mình đổ tấm đan và đổ cột này. Giờ thì chuẩn bị đến giờ của các bác thợ đi về nhà nghỉ ngơi và ăn cơm. Gần trưa rồi các bạn ơi. Đây, hiện tại thì chiều nay nhà mình bắt đầu đổ rằng móng các bạn nhé. Đây, bây giờ thì họ đang trộn bê tông rồi các bạn ơi. Đây có cát vàng, sỏi và xi măng các bạn. Trước kia thì nếu mà đỡ tốn kém thì họ sẽ cho trộn cả vôi vào nhé, nhưng mà bây giờ thì đa số là người dân thì họ chỉ có cát, sỏi và xi măng thôi các bạn ơi. Độ chắc chắn nó sẽ cao hơn, còn cho vôi vào thì nó không bền mà xi măng các bạn, cho vôi vào thì nó rất là mềm. Đây, chuẩn bị thì bê tông và xi măng chuẩn bị vào họ đổ rằng các bạn nhé. Okay. Đây là xe đầu tiên để đổ rằng các bạn.
Đây bây giờ thì họ chuẩn bị họ đổ tấm đan ở bể phốt các bạn ơi. Đây. Đây sẵn rồi. Đây sẵn tấm đan rồi, họ đã bố trí sẵn rồi các bạn nhé. Ở đằng kia là bể nước mưa đây. Ở đây là bể phốt. Đây. Quá trình làm nhà thì mình sẽ cố gắng mình quay hết những công đoạn xây nhà, làm móng rồi đổ mái cho các bạn xem. Hôm nay thì mình cũng được nghỉ nên là mình quay được nhiều hơn các bạn nhé. Còn những hôm nào mà đi làm thì quay được rất là ít, thì quay tranh thủ các bạn. Đây thì hiện tại thì thợ đổ bê tông đang đi xe rùa vào các bạn nhé, để đổ lại đổ vào những dàn móng các bạn ơi. Đây, đổ bê tông thì khá là nhanh các bạn. Đây thì hiện tại bác ấy đang thúc cây xuống để cho xi măng nó xuống hết các bạn nhé. Bây giờ đến chiều tối là phải xong hết các bạn ơi, từ dàn móng đến tấm đan. Để ngày mai còn cho máy xúc vào đây xúc đất cho bằng mặt móng các bạn ơi. Như sức người mà xúc đất vào đây thì rất là mất nhiều công sức cũng nhiều thời gian các bạn. Tiến độ nếu mà người xúc đất vào đây thì chậm lắm. Các bác thợ rất là chăm chỉ các bạn, tích cực làm xong cái dàn móng này, chạy đua với thời gian để kịp tiến độ các bạn.
kia thì thợ đảo bê tông liên tục các bạn nhé. Xe rùa đầu tiên vào tấm đan 7 phút. Xe rùa thứ hai đổ tấm đan vậy. Đây, vậy là đã được một khoang rồi các bạn nhé. Đây còn 3 khoang nữa. Được một khoang phía đuôi này các bạn. Bắt đầu quá trình các bác đổ bê tông bên rằng móng bên này các bạn.
tăng thứ hai chú quân. Nghe một khơi cho lên tăng nhất là gì? Xe rùa đổ bê tông liên tục các bạn nhé. Đây bắt đầu đến đổ dòng móng khoang thứ ba các bạn nhé, tiến độ đổ khá là nhanh. Ngoài này thì trộn đảo bê tông liên tục các bạn nhé. Đúng rồi, kia bạn ơi.
sau đây thì mình sẽ vào phía trong này mình quay tiếp cho các bạn xem quá trình đổ bê tông, răng móng. Đã đổ bê tông thì hoạt động liên tục các bạn nhé. Máy trộn đảo rất là nhanh các bạn. Trước kia không có máy thì trộn bằng tay thì rất là lâu, bây giờ giờ có rất là nhiều những công nghệ hiện đại, máy móc nên là sức người được giảm bớt các bạn. Đây phía Nam ở đây. Bây giờ bắt đầu chú ấy đã đổ răng bên này các bạn này. Vừa ăn bánh nhầm một tay, cầm 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 một tay, cầm
Đây, vậy là tấm đan các bác thợ đổ đã xong rồi các bạn nhé. Bây giờ các bác chỉ cần láng qua cho nó phẳng mịn nữa là đẹp các bạn ơi. Trời lại mưa phùn rồi. Một tí nữa thì mình sẽ tiếp tục mình quay tiếp cho các bạn xem. Để tạm thời là các bác thợ nghỉ giải lao các bạn ơi. Hiện tại thì ngoài trời vẫn là đang có mưa nhỏ các bạn nhé, mưa phùn nhé. Đây, các bác thợ cố gắng sẽ đổ hết dòng móng này để không kéo dài thời gian các bạn ơi. Đổ dòng móng này và đổ tấm đan bảy ước mưa các bạn. Bác thợ vẫn đang tích cực đổ bê tông, cố gắng hoàn thành tiến độ, gọi là trong ngày hôm nay phải hoàn thành dàn móng và hai tấm đan bể phốt và tấm đan bể ứng mưa. Đây, bể này nhà mình có thể chứa nước mưa hoặc là nước máy đều được các bạn. Hôm mà mất nước hoặc là không có nước thì sẽ bơm bể nước lên để dùng. Bây giờ thì hiện tại các bác thợ đang đổ quang cuối cùng các bạn nhé. Và đổ nốt tấm đan này là xong, hoàn thành công việc ngày hôm nay.
bây giờ các bác thợ đang đổ tấm đan bể nước mưa rồi các bạn. Bây giờ hiện tại thì tấm đan bể nước này thì đã hoàn thành xong rồi các bạn nhé. Trời bây giờ vẫn đang mưa này. Các bác thợ thì bây giờ đã bắt đầu dọn đồ và chuẩn bị nghỉ rồi các bạn ơi. Đợi ngày mai để bê tông khô thì máy xúc sẽ vào đây để xúc đất vào các bạn nhé. Hôm nay thì trời mưa phùn. Đây, hiện tại bây giờ là buổi tối rồi các bạn nhé. Hôm nay thì nhà mình liên hoan cổ ràng móng các bạn ơi. Vẫn còn thiếu người. Tí nữa đông thì mình sẽ quay thêm các bạn nhé. Đây. Bây giờ thì vẫn đang chưa đủ người các bạn. Giò với cá kìa, hai bác cháu ăn. Vậy thôi để tí nữa lấy cơm với giò cho. Cơm với giò với cá lấy cho bác ăn canh với đây. Mày vừa ra ngoài kia mà. Nếu bà giò kia canh. Đây thức ăn bà biết thừa nhà. Sao phải đợi đi. Cho ăn cái đó.
Rồi sáng hôm nay thì nhà mình bắt đầu bỏ nẹp răng ra các bạn nhé. Này có lẽ là thợ sẽ đổ cột các bạn ơi. Trời hôm qua thì trời mưa các bạn. Đây, đất ướt này. Này, thời tiết hôm nay thì đã tạnh mưa rồi các bạn. Đêm hôm qua thì mưa. Đây hôm nay thì nhà mình đã đổ đất phía bên kia vào móng rồi các bạn nhé. Tiết kiệm được rất nhiều chi phí đổ cát các bạn ơi. Phải hơn mười mấy khối đất cơ các bạn. Rất là nhiều đất luôn các bạn. Đây, tiết kiệm được mấy chục triệu tiền cát các bạn ơi. Nhiều hộ gia đình ở trên thành phố ấy, họ không có chỗ để đất thì mất rất là nhiều tiền các bạn nhé. Đây là những chi phí nhà mình tận dụng lại. Đây các bạn có thể thấy này, nhà mình đã đổ toàn bộ đất khu vực hai bên rãnh móng bên này này, cả bên kia nữa này, một không gian rất là rộng. Đây sau đây thì mình sẽ sang bên này mình quay cho các bạn xem nhé. Đây này, khu vực bên này rất là nhiều đất các bạn ơi, tận dụng luôn đất của móng nhà cũ các bạn. Đây các bạn có thể thấy này, các bạn thấy rất là rộng luôn. Đây là phía trước cổng các bạn nha, các bạn nhìn này. Trời mưa lại hỏng nữa. Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hiện tại thì móng nhà mình đã được đổ đất vào rồi. Tiết kiệm được rất là nhiều chi phí đổ cát các bạn ơi. Mười mấy khối đất các bạn. Đây. Nền móng đất nhà mình thì cũng đã được đầm qua kỹ rồi các bạn. Đây, phía bên này thì cũng được san phẳng mà đầm qua này. Hiện tại thì ở đây thì có các chú bên ống nước các bạn và điện. Đây nhà mình thì cũng mua sẵn ống nhựa tiền phong đây rồi để lắp ống bể phốt, ống dẫn nước của nhà bếp. Đây. Này cái xe rùa sẽ bỏ hết cái gạch và mang cái chén hồ đấy chỗ cơm nước đi. Cơm này còn nhiều. Có khả năng đâu vẫn là lắm. Rau xào rồi, thịt kho rồi, còn tiện đủ ăn. Đào hết cái này. Ông này chưa nghỉ rồi, ông thợ này chưa nghỉ cả. Ông thợ ơi. Không phải làm cố cái sàn này, mai nó đổ cột bên này. Mai nó nẹp luôn à? Mai nó đổ cột. Mẹ ghép cột thì mình nữa làm rồi. Con cứng này kia nó kìa, nó xây lúc nó bắn bê tông và nó non cột. Nói con ý. Đây là khung cảnh nhìn từ ngoài cổng vào các bạn nhé.
Quý Hải sao nhỉ? Trước kia thì khu phía sau này nhà mình là ao đó các bạn. Bây giờ thì còn một nửa ao nữa. Đây thì hiện tại các bác thợ ống nước đang cố gắng đẩy tiến độ để ngày mai nhà mình đổ cột các bạn nhé. Để cố gắng đẩy tiến độ tối nay có thể lắp được một cái ống ở phòng nhà bếp và đổ cột các bạn nhé. Cắm cái mối này vào. Mối cầu cố định nhá. Cố định luôn. Ngoài đâu mình cắt. Ngoài lên nghĩa nghĩa. Cao thì cao mà thấp thì thấp. Ngày mai đổ bê tông thì sẽ có chùi vào đây không mà rút. Ống thì ống xịn. Rồi. Anh còn nghe máy cắm cốt rồi. Máy nhẹ. Thôi. Keo này khoảng độ mấy tiếng là bắt đầu nó chết. Ôi chủ, 2 giây. Đây này. Đấy, các bác thợ ống nước đang xử lý và lắp đẩy tiến độ để ngày mai mình đổ cột các bạn. Lắp nước này thì phải bắn cốt các bạn nhé, để tạo độ nghiêng. Tạo độ nghiêng khi mình sử dụng bếp. Các nước trong nhà bếp trong cũng như trong nhà vệ sinh các thứ là sẽ thoát ra ngoài cống rãnh các bạn nhé.
chéo sau này đi. Sau này chưa? Không, sao vậy? Béo đang gục xuống. Vuông này. Này vuông được. Hai chích. Đá vào. Ông cứ cho chích cho tôi. Đừng cho vuông. Chích. Đây là đây. Bí quá cái không dùng được cái gì. Đây, nhà mình thì chủ yếu sử dụng ống 110 các bạn nhé. Còn ống bên cạnh đây là ống 160 các bạn ơi, rất là to các bạn. Ống này thì đắt hơn. Rất là dày này. Đây, nhà mình lấy một loạt ống 110 các bạn. Hộ gia đình thì ống 110 là thoải mái cho các bạn ơi. Còn những biệt thự hay là khách sạn, nhà nghỉ thì họ thường họ sẽ dùng ống to hơn 160. Mình lấy một loạt là nhựa tiền phong này. Đây, sáng nay thì các bác thợ xây bắt đầu đổ cột móng nhà mình các bạn nhé. Cả bác thợ sửa ống nước này, lắp ống nước, rồi các bác thợ xây đổ cột bắt đầu hoạt động ngày sáng nay các bạn. Ngoài kia thì các bác vẫn đang buộc răng sắt. Đây, các bác đang buộc cột sắt các bạn ơi. Đây là cho vào bên trong này. Có lẽ bây giờ chuẩn bị đến giờ thì mình đi làm rồi. Đi làm về thì mình sẽ tiếp tục mình quay cho các bạn xem. Đây, buổi chiều hôm nay thì nhà mình đổ luôn cột và đổ luôn nền luôn các bạn nhé. Đây để kịp tiến độ để xây lên tường các bạn ơi. Đang đổ nền này các bạn. Ngày hôm qua thì nhà mình thì các bác thợ ống nước thì cũng đã đảo ống xong rồi các bạn ơi. Không bị chơi cái ô thùng thang này nữa à, ô bếp ấy. Không chơi nữa luôn. Phía ngoài này thì các bác đang đảo bê tông các bạn nha. Đây. Đây là phía ngoài cửa nhà mình. Đây, các cột bê tông nhà mình hiện đã được nối hết giằng thép rồi các bạn ơi. Nối hết những cái khung thép. Đây, từ phía này nhìn vào thì không gian nhà mình rộng hơn các bạn nhé. Đây, không khí
đổ nền và làm cột rất là nhộn nhịp các bạn nhé. Bây giờ thì là buổi chiều rồi, buổi chiều nên là trời hôm nay cũng khá là râm và mát các bạn ơi. Đây, bác thợ bác ấy đang san thẳng nền ra này các bạn. Ngoài này thì rất là nhộn nhịp các bạn nhé. Đây sau đây thì mình sẽ ra phía ngoài này mình quay cho các bạn xem. Các bác thợ đang đảo trộn bê tông các bạn nhé. Thì các bác thợ đang cố gắng đổ nốt cái khoang này các bạn nhé. Trời bây giờ thì cũng chuẩn bị sắp tối rồi các bạn ơi. Ê, chị mở đâu đấy? Chị mở mất là sao rồi? Ô đây. Ô đã đủ không? Ba xe rùa luôn thôi. Hiện tại thì khoang này thì các bác thợ đang láng xong phần khoang này rồi các bạn nhé, đã láng phẳng các bạn ơi. Đây, các bác thợ đang nghỉ giải lao này, ăn uống này. Đây là cổng của nhà mình các bạn. Phía từ cổng nhà mình nhìn vào trong các bạn nhé. Đây, ngày mai thì các bác thợ sẽ đổ nốt mấy cái khoang ở ngoài này nữa các bạn ơi. Hiện tại buổi sáng hôm nay thì các bác thợ đang dỡ nhà cột ra các bạn nhé. Thank you.
buổi sáng hôm nay thì các bác thợ sẽ đổ thêm cái nền móng mấy cái khoang này các bạn ơi. Đấy, không biết hôm nay thì nó sẽ năng to không, nhưng mà thấy sáng ra thì mình thấy trời khá là râm và mát các bạn. Thôi thì họ được hết rồi nhá.
Thank you.
bên rau. Thank you.
phải quay đâu được. Hiện tại thì các thợ đang san nền móng các bạn nhé, để chuẩn bị đổ nền bê tông các bạn ơi. Nó vòng ra kia nó lấy rồi. Nó đang để khối giờ. Nghe nhân tiện vợ nghỉ. Đây hiện tại thì các bác đang đậy bể nắp nước mưa các bạn nhé. Có thể đây là để chứa nước máy luôn và nước mưa luôn các bạn ơi. Đây là bể nước dự phòng dự trữ trong những ngày mất nước các bạn. Có lưới đi.
Ông chạy đâu, khoai chạy rồi. Các bác đang rút gỗ ra các bạn nhé. Cái mỗi góc này phát nữa cái nào bà bênh hay vậy. Bây giờ các bác đang đậy nắp nước mưa các bạn nhé, đậy nắp bể nước dự phòng. Vừa qua nó xưa đấy, làm sâu nữa rồi. Mất nước rồi đấy chủ nhật mất nước thầy đồng hồ nước. Vậy là nắp bể nước đã được đây, hiện tại thì nhà mình lấy thêm gạch các bạn nhé. Thank you.
Đây bên này thì các bác thợ đang trộn bê tông rồi các bạn ơi. Đây, trong khu vực móng nhà mình hôm nay bác ấy đang đổ nền này. Đổ nền xong thì sẽ lên tường các bạn nhé. Hôm nay là chủ nhật nên là cái máy cũng không có các bạn nhé. Cái máy hôm nay thì họ cắt nước rồi các bạn ơi. Téc nhà mình thì cũng hôm nay cũng hết nước. Bác thợ này thì bác đang san nốt cái nền bên này các bạn. Giờ thì téc nước thì cũng đã hết nước rồi các bạn ơi. Cái đun sát nó mẹ mua để đâu.